những ngôi sao. Bây giờ đã sắp tới giờ ngủ. Heo mẹ, heo ba và Peppa đang cùng ngồi uống sữa nóng. George, sao con mặc bộ đồ phi hành gia làm gì vậy? Còn phải mặc đồ ngủ mới đúng. Chó thích mọi thứ liên quan tới không gian. Chó, em phải gỡ nó không gian ra thì mới uống được. Tới giờ ngủ rồi các con à. Vào buổi tối, chó thích nghe nhạc từ món đồ chơi không gian của mình. Lại là nhạc không gian nữa hả? Nó thật là chán quá đi. Không gian không chán chút nào đâu, vì nó đầy những ngôi sao. Con đâu có nhìn thấy gì đâu, trời tối thui à. Con sẽ dễ thấy những ngôi sao hơn nếu như con ở ngoài. Bây giờ con ra ngoài luôn được không ba? Peppa, con đang mặc đồ ngủ mà. Thôi được rồi, bây giờ nếu hai đứa đi lấy áo khoác mặc bên ngoài áo ngủ thì chúng ta có thể ra ngoài một lần này. Sao ba lại nằm trên cỏ vậy ba? Đây là cách tốt nhất để ngắm những vì sao. Hãy nhìn những ngôi sao nhỏ đó kìa con. Con tưởng tượng nối những chấm đó lại. Đó gọi là sao bắt đầu đó con. Phải, sở dĩ có tên đó là bởi vì hai ngôi sao dưới cuối hướng về phía bắc. Wow. Ở xa hay gần, tìm gặp bạn ở đâu bắt đầu. Một ngày đường chạy xe tới không? Không Peppa, những ngôi sao ở xa chúng ta lắm con à. Vậy là chúng còn xa hơn bãi biển nữa hả ba? Ồ phải, nhưng nếu mình nhìn qua kính viễn vọng thì sẽ thấy chúng gần hơn. Vậy nhà mình có kính viễn vọng không vậy ba? Không, nhưng mà nhà ông thì có một cái kính viễn vọng rất tốt đó con. Giờ chúng ta qua nhà ông bà liền được không mẹ? Giờ khuya lắm rồi con à. Có lẽ chúng ta có thể qua nhà ba một chút cũng được đó anh. Đây là lần đầu Peppa và George được đi xe ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhìn kia, chúng ta đang đi theo sao bắt đầu. Ở xa hay gần, tìm gặp bạn ở đâu bắt đầu. Một ngày đường chạy xe tới thao. Cuối cùng Peppa và George cũng tới được nhà của heo bà và heo ông. Ôi trời, mẹ mong là giờ này ông và bà của các con vẫn còn chưa đi ngủ. Mấy đứa làm gì mà đêm hôm khuya khoắt còn tới đây vậy? Tụi con muốn xem những ngôi sao đó ông. Vì Peppa và George muốn được ngắm sao bằng kính viễn vọng đó ba. Ồ ta hiểu rồi, vậy cũng được. Mọi người mau lên tầng trên đi, rồi ngắm sao. Kính viễn vọng nó nằm ở đây nè. Nó tên là Best. Sở thích của heo ông là ngắm các vì sao trên trời. Bây giờ hai đứa nào muốn xem trước đây? Con. Xe bắt đầu kìa. Thủy thủ các ông thường lấy nó để xác định hướng mà tìm đường về nhà. Hồi nãy ba dùng nó để tìm đường tới đây đó ông. Còn có những gì ở trên trời nữa vậy ông? Có. Con nhìn hành tinh này, đây gọi là sao thổ đó. Wow, cái vòng xung quanh đó là gì vậy ông? Còn cái vòng tròn đó được làm từ đá và băng đó con. Sao thổ là một nơi vô cùng lạnh. Vậy con và chó có thể làm người tuyết đó không? Có lại đây nè Peppa, nhìn nè. Con đang nhìn thấy là một ngôi sao băng. Con hãy nói điều ước nhanh lên. Con ước khi nào em chót đủ lớn, em ấy sẽ có một chiếc tên lửa và em ấy chở con lên vũ trụ. Hồ đá. Hôm nay Peppa và George đang đi ra biển cùng với heo bà và heo ông. Peppa và George rất thích biển. Cá đâu hết rồi ba? Bãi biển này không hề có cát đâu Peppa. Không có cát. Con muốn ra
biển chơi để làm lâu đài cát mà. Peppa và George rất thích trò chơi xây lâu đài cát. Thôi thôi, con đừng khóc, rót nín đi bà thương nha. Ở bãi đá này vẫn còn rất nhiều thứ hay để cho cháu chơi. Là gì vậy bà? Đợi tới khi nước biển rút bớt, nó sẽ để lại những hồ nước nhỏ như vậy ở giữa những tảng đá đó. Chúng gọi là hồ đá đó con. Và trong mỗi cái hồ đá như vậy đều có một thứ gì đó đặc biệt đã được biển cả bỏ lại đây. Con thấy ở dưới nước có gì đó lấp lắm. Đó là một đồng xu. Wow. Biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ, chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè. Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chó, ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó. Vậy là chó bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Cứu với, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp, kẹp, kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Đánh ra đi mấy con cua này. Mau mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chó. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Wow, con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rót, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà George đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Hóa thạch là gì vậy ông? Hóa thạch chính là di tích của những động vật đã chết cách đây rất lâu. Từ cái thời lúc mà vẫn còn khủng long kia kìa. Khủng long chơi ở hồ đá thật là vui. Phải, chúng ta thì vui. Nhưng với chú cá con này thì không đâu. Cá hả bà? Ở đâu vậy? Chú cá tội nghiệp, nó bị mắc kẹt rồi. Chú cá nhỏ nói cậu ấy không muốn bị kẹt ở đây và muốn trở về biển. Peppa, con có thể lấy cái xô này để cứu bạn cá đó. Dạ phải. Thế là Peppa dùng cái xô để đưa chú cá nhỏ về biển. Đừng lo bạn cá nhỏ, tụi mình sẽ đưa bạn về nhà. Tạm biệt bạn cá nhỏ. Con thích chơi ở hồ đá nhất. Cái chứ. Chú bò công nhân dọn rác giờ đang đi thu gom rác. Lúc này là sáng sớm nên chú bò cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức mọi người. Nhưng có vẻ chú bò không giỏi làm việc nhẹ tay một chút nào. Trong nhà Peppa và George đang sắp ăn xong bữa sáng. Tiếng gì mà ồn ào vậy? Chắc là chú bò đang dọn rác đó con. Chào buổi sáng anh bò. Xin chào mấy cha con. Tôi phải đi đây. Còn phải đi thu gom nhiều rác lắm. Tạm biệt chú. Tạm biệt. Anh bò đã đổ sạch hết thùng rác cho chúng ta rồi. Tốt,
Bây giờ bắt tay vô dọn sạch bàn ăn đi. Tụi con giúp mẹ được không mẹ? Đương nhiên là được rồi. Vậy con sẽ bỏ cái chai không này vô thùng rác. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo, thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp, còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai, vậy nói mẹ nghe con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của Sót nè. Con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của heo ba bỏ vào hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi, còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Rồi, heo ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô Thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô Thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô Thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Wow. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô Thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Con ơi, là xe của nhà con mà. Cái gì? Có thật như vậy không? Dạ. Phải. Xe của nhà con mới toanh mà, chẳng có rỉ sét gì. Cô ngốc quá. Cũng tại cô thích tái chế mọi thứ quá thôi. Dạ phải, tụi con cũng vậy. Nhưng cả nhà con cũng thích xe của mình nữa. Phải. Và xe của chúng tôi cũng thích cả nhà tôi lắm, đúng không? Chơi thuyền. Những chú vịt đang bơi tung tăng trong hồ nước. Hình như chúng rất vui vẻ. Đây là Peppa, George cùng với heo mẹ và heo ba. Chào các bạn vịt. Những chú vịt cũng muốn ăn bánh mì. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình không có mang bánh mì đâu. Nhưng mà tụi mình có đem theo những thứ vui hơn Peppa nhiều. Peppa đem theo con thuyền đồ chơi của mình. Cả George cũng đem theo con thuyền đồ chơi của riêng cậu. Còn phải lên dây cót cho thuyền nữa chứ sao? Thuyền của George là con thuyền chạy bằng dây thiều. Nhanh lên George, con mau thả thuyền vào hồ nước đi, không là hết dây thiều đó. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm. Chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào. Nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để ba giúp thuyền của con chạy nha.
Bây giờ bà sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hạnh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ, đây là bạn của Peppa, cụ Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ, mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Chú có một ý này. Cũng may là chú có mang theo một tờ báo cũ ở đây. Mình chỉ cần lấy ra một trang trong này. Nên bỏ trang nào đây ta? Tin tức, thể thao hay là thời trang? Anh đừng có bỏ trang thời trang đấy nha. Thôi được, vậy thì đành bỏ trang kinh doanh. Để chú nói các con nghe, lúc còn nhỏ chú thường hay gấp mấy tờ báo lại như vậy nè, giống vậy. Không biết heo ba đang định làm gì. Gấp giấy lại, làm thành một chiếc thuyền giấy. Vậy là heo ba đã gấp xong một chiếc thuyền giấy. Con cảm ơn chú nhiều lắm. George cũng muốn có một chiếc thuyền giấy giống như vậy. Có lẽ ta bỏ luôn cả đăng thể thao cũng không sao. Chú cho con một cái nữa được không? Con ngựa vậy? Tất nhiên rồi. Thế là heo ba đã làm thuyền giấy cho tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta cùng đua thuyền nào. Ý này hay lắm đó. Chúng ta có thể hít thở để thổi thuyền cho nó chạy. Để xem thuyền ai chạy nhanh hơn. Các con cùng hít một hơi thật sâu nào. Chuẩn bị, sẵn sàng, thổi. Có người chiến thắng rồi. Thuyền trang thể thao là của ai đây? Dạ là thuyền của em George đó ba. Vậy George là người chiến thắng. Mình rất thích chơi thuyền. Và loại thuyền mình thích nhất là thuyền giấy. Mình cũng vậy. Tới giờ về nhà rồi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Tạm biệt các bạn vịt nha. Gặp lại sau nha. Các chú vịt cũng rất thích những chiếc thuyền. Nhưng các bạn ấy thích hồ nước yên tĩnh của riêng các bạn ấy hơn nhiều. Kẹt xe. Hôm nay heo ông và heo bà đang làm bữa trưa cho Peppa cùng với cả nhà. Bà ơi, tôi vừa đào thêm được mấy củ khoai tây nữa nè. Ồ, heo ông, nhưng nhà mình đã có nhiều khoai tây lắm rồi mà. Nhà mình đông mà, khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu bà. Thôi được rồi, ông mau rửa khoai tây rồi cho hết vô lò đi. Bọn trẻ sắp tới rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm bà ơi. Bây giờ mới có 11 giờ thôi mà. Lúc này cả nhà Peppa thì đang trên đường tới. Em đã nói mình nên khởi hành sớm hơn. Đi như vậy sẽ lại trễ cho coi. Không sao, em được lo heo mẹ. Giờ vẫn còn sớm mà, mình sẽ không trễ đâu. Lần nào ba cũng nói sớm hết. Mà lúc nào mình đi tối cũng trễ hết á. Đợt này thì không đâu. Nè, ba đã tìm được một đường mới để cho nhà mình có thể tránh bị kẹt xe. Ôi trời, đúng là nói trước bước không qua. Vậy là Peppa và gia đình của cậu ấy vẫn không tránh khỏi cảnh bị kẹt xe trên đường. Ba ơi, nhìn kìa, đó là Danny và cùng ông của bạn ấy kìa. Bạn chó Danny và chó ông cũng đang bị kẹt xe như nhà Peppa. Chào cậu Peppa. Chào con Peppa. Nhà con đang định tới nhà ông bà để ăn trưa. Mà bị kẹt xe chắc tới trễ quá. Đó, đã 1 giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Chưa dội đâu, thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào heo bà nghe đây. Dạ con đây mẹ.
Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu, ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à, sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó, hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha. Và con sẽ đi từng tắt đây. Tạm biệt nhà bé ba nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Và các bạn chết, tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kìa, đường tắt ở ngay trước mặt. Hoang hô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời, vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba. Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Mấy đứa nhỏ sắp tới rồi, nhưng mà chúng vẫn còn bị kẹt xe trên đường. Tội nghiệp quá. Kiểu này thì tức ăn sẽ bị nguội hết cho coi. Hay là tôi có một ý này nè. Bây giờ tôi đi lấy xe đẩy của mình đã nha. Mọi người đoán thử xem, heo ông đang định làm gì vậy? Bây giờ bà cứ phụ tôi cho hết bữa trưa vào trong xe đẩy này đi. Tuân lệnh, thưa heo ông. Nếu mấy đứa nhỏ không tới được nhà mình để ăn trưa, vậy thì chúng ta có thể đem bữa trưa tới cho chúng rồi. Nhìn kia, ông và bà đang tới kìa. Và bữa trưa nữa, ông đang đẩy nó kìa. Chào các con yêu. Bữa trưa tới rồi đây nè. Ông ơi, như đây đủ cho Danny và chó ông ăn cùng với chúng ta không? Chúng ta có đủ cho tất cả mọi người luôn. Khoai tây tới rồi đó. Cũng may là ông nấu quá trời khoai tây nên mới đủ cho hết mọi người đó. Tôi đã nói với bà khoai tây không bao giờ là quá nhiều đâu mà, có đúng không? Peppa và George đang uống nước cam cùng ba và mẹ. Hai đứa con uống nước ồn ào quá. George, em coi con mấy cái bong bóng nhỏ xíu nè. Chị có thể làm một bong bóng to hơn như vậy nữa. Peppa thổi hơi để tạo bong bóng trong ly nước. Bong bóng. Thế vậy George cũng muốn được thổi bong bóng. Ba, George, các con không nên chơi với đồ ăn đồ uống như vậy. Con xin lỗi ba. Peppa, nếu con thích bong bóng, sao con không chơi với đồ thổi bong bóng này nè? Dạ phải, đồ thổi bong bóng của con nè. George, chúng ta ra vườn thổi bong bóng đi em. Rồi Peppa chỉ cho George cách thổi bong bóng. Trước tiên, nhúng que thổi vào nước tạo bong bóng. Sau đó hít một hơi thật sâu và thổi. Bong bóng. Chớp, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu và thổi. Chớp đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. Chớp, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để chớp tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con, rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Bong bóng. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó.
Chó rất vui khi tạo ra bong bóng, còn Peppa rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. John, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây. Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Đi nào cả nhà. Anh cẩn thận đó heo ba, đừng để bị ngã nha. Anh biết rồi. Anh có sao không vậy hả heo ba? Anh không sao. Wow. Heo ba tạo ra cái bong bóng to nhất từ trước tới giờ. Ôi trời, coi nè, ba làm đổ hết nước bong bóng rồi. Vậy chúng ta không thể làm bong bóng được nữa rồi. Nhưng chúng ta có thể nhảy vào vũng bùn để chơi mà. Nhìn kìa, nước bong bóng của heo ba đổ ra đã tạo ra một vũng bùn lớn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Nhìn kìa, nước bong bóng cũng làm cho vũng bùn tạo ra bong bóng luôn đó ba. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Mọi người rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn nổi bong bóng. Cái bóng tưng. Peppa và George rủ nhau cầm một quả bóng ra vườn chơi. George cô ném trái bóng lên cao nhất có thể và chụp nó lại. Trò này dễ quá đi à. Peppa đã chụp hụt trái bóng. Trò này chán quá đi à. Đây là bạn thân của Peppa, cừu Suzy. Suzy có đem theo hai cây vợt. Chào cậu Peppa. Chào cậu Suzy. Tụi mình cùng chơi quần vợt đi. Phải, trò này nghe rất vui. Chụp nè Suzy. Suzy đón hụt trái bóng. Tới lượt Peppa đón hụt trái bóng. Peppa và Suzy rất thích thú với trò quần vợt. Nhưng mà George thì lại cảm thấy bị bỏ mặc. Xin lỗi George, em không thể chơi quần vợt được vì tụi chỉ có hai cây vợt thôi. Mình biết rồi, George có thể làm người đi nhặt bóng đó. Đúng rồi, chuyện đó rất quan trọng luôn đó nha. Như vậy George sẽ làm người nhặt bóng. Mỗi lần bóng bị đánh đi xa thì cậu ấy phải đi nhặt lại. Đỡ nè Suzy. Ô, hụt mất rồi. Người nhặt bóng ơi. Cảm ơn người nhặt bóng nha. Người nhặt bóng ơi. Cảm ơn người nhặt bóng. Ôi trời, chó không thích làm người nhặt bóng nữa. Đây là chó Danny, ngựa Pedro, mèo Candy, thỏ Rebecca và Lisa. Chào cậu. Chào cậu. Tụi mình đang chơi quần vợt nè. Tụi mình chơi chung có được không? Nhưng mà tiếc là mình không có đủ vợt đâu. Hay tụi mình chơi trò khác đi. Hay là tụi mình chơi đá bóng đi. Phải, đá bóng. Con gái đấu với con trai.
Bây giờ mỗi đội cần chọn ra một thủ môn. Mình, mình, lại mình, lại mình. Vậy là ngựa Petro và thỏ Rebecca sẽ làm thủ môn. Bắt đầu nào. Thỏ Richard đã ghi được một bàn thắng. Vậy là đội con trai thắng rồi. Như vậy là không công bằng. Tụi mình chưa sẵn sàng mà. Nè, vậy là ăn gian đó. Ra khỏi con là cậu không được cầm báo. Sao lại không được? Mình là thủ môn kia mà. Đó là đi ba. Bàn thắng này không được tính đâu. Được tính chứ. Không có được tính. Tính đâu. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đội con trai cho ăn gian. Không phải, bên con gái ăn gian mới đúng. Ta thấy hình như các con cần có một trọng tài. Trọng tài là gì vậy ba? Đó chính là người có thể đảm bảo cho mọi người đều chơi đúng luật. Con cũng muốn làm trọng tài đó. Dừng lại. Chú sẽ làm trọng tài cho các con. Đội tiếp theo ghi được bàn thắng sẽ là đội chiến thắng. Bên đâu rồi? Vậy là thỏ Richard đã ghi được một bàn thắng. Wow! Con trai thắng rồi. Trò này đúng là chán quá đi à. Các con đợi một chút đã. Đội con trai đã tự đá vào khung thành của mình. Vậy nghĩa là con gái thắng. Thật sao? Wow! Đá bóng đúng là vui thiệt. Cụ Suzy đang được mẹ chở tới nhà Peppa để chơi với Peppa. Chào cậu nha Peppa. Chào cậu Suzy. Mẹ. Xin giới thiệu với cậu, đây là người bạn mới của mình, sư tử Leo. Ủa cậu ấy đâu rồi? Mình chẳng thấy ai hết. Suzy đã tự mình nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Cậu thật sự không thấy cậu ấy thiệt hả Peppa? Thôi chơi tung bóng với mình đi. Được thôi. Chụp bóng nè Leo. Peppa đã ném quả bóng cho người bạn tưởng tượng của Suzy. Leo không chụp được bóng hả? Cậu ấy chụp được chứ, chỉ là cậu ấy không thích chơi tung bóng thôi. Vậy thì Leo thích chơi trò gì? Cậu ấy rất thích chơi trò gầm gừ. Vậy cậu kêu Leo gầm gừ đi. Tất nhiên là được. Nhưng đó là cậu gầm mà. Không phải đâu, là Leo gầm gừ đó. Chào cậu Leo. Peppa đang giả bộ là mình cũng có thể nhìn thấy sư tử Leo. Leo, giờ tụi mình sẽ trở thành bạn nha. Cậu ấy có đồng ý không Suzy? Cậu ấy đang gật đầu kìa. Vậy là đồng ý rồi. Peppa, Suzy, bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? À, dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi để cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này George đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. George, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. George không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó chót à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leo mà Peppa. Leo nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang đó. Vui quá. Vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy.
Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Còn có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Peppa? Dạ còn một người ở đây nữa. Đó chính là quốc vương sư tử Leo. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài thưa quốc vương Leo. Heo ba đang giả bộ, mình cũng có thể thấy quốc vương sư tử Leo. Thưa quốc vương, ngài có một cái bờm vàng ống thật là đẹp. Dạ, cái bờm vàng rất là đẹp. Và ngài quốc vương cũng đang mặc cái quần đẹp nhất của mình. Đúng rồi. Và ngài mặc áo len xanh dương nữa. Cậu ngốc quá bé ba. Ngài Leo đâu có mặc áo len màu xanh như cậu nói đâu. Ngài ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh lá kìa. Ngài Leo đang mặc áo có cả hai màu xanh luôn. Peppa, Suzy, bạn của hai đứa tới rồi. Tất cả bạn của Peppa đã cùng nhau tới. Và các bạn ấy ai cũng đều đang mang ủng hết. Tụi mình cùng chơi nhảy trên vũng bùn đi. Chơi thôi. Còn có chắc là Leo cũng sẽ nhảy lên vũng bùn mà không mang ủng như mấy đứa không? Ô, con quên mất. Leo cũng cần phải mang ủng như tụi con nữa. Nhìn Leo nè. Cậu ấy cũng đang nhảy lên nhảy xuống nữa đó. Mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy trên vũng bùn một cách thật là vui vẻ, kể cả người bạn tưởng tượng sư tử Leo của Suzy. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ong. Peppa và George được heo bà dẫn tới khu vườn của heo ong để chơi. Tiếng gì mà ô ma quá vậy ba? Bà đoán ông đang làm cái gì đó. Ông chào hai đứa nha. Peppa với George tụi con đến đây đúng lúc lắm. Ông cũng vừa mới làm xong đó. Nhưng mà ông vừa làm xong cái gì vậy? Chờ chút tôi sẽ cho mọi người xem ngay. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu, tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George lúc nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này kêu chú chú chú. Chú ông và chú Danny cũng đang đi tới. Chào Peppa. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông? Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì các bạn phải không sao nha. Cô Thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Tụi con lên xe lửa của ông nha. Tôi đang lái xe buýt của trường, đưa tụi nhỏ đi vòng quanh và chỉ cho chúng những điều thú vị. Đi xe lửa của ông có thú vị không? Tất nhiên là có rồi con. Giơ tay lên nếu ai trong số các con muốn lên xe lửa. Dạ. Giờ thì ai trong số các con muốn ở lại xe buýt thì giơ tay lên. Thôi được rồi. Trên đường đi có quá nhiều bùn. Vũng bùn này sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại. Có lẽ chúng ta nên tìm đường khác để đi thôi. Không sao đâu, đó chỉ là một vũng bùn thôi mà. Đi thôi cho xuống. Đang bên luôn nào. Đi thôi nào xe buýt, chạy qua đó đi. Bỗng nhiên xe buýt lại bị kẹt trong vũng bùn. Xui quá.
Xin chào cô Thỏ, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Xe của tôi bị kẹt trong vũng bùn rồi, ông kéo xe ra giúp tôi có được không? Tất nhiên là được rồi. Xe của ông có đủ mạnh để kéo không vậy? Cô cứ yên tâm đi. Kéo không nổi hả ông? Ờ, đúng rồi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần một chiếc xe khác mạnh hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được không? Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của tôi ông. Tôi chợt nghĩ ra một ý rất hay. Có thể xe lửa của ông có thể kéo được xe của tôi ra khỏi vũng bùn này đó. À, ý tưởng có vẻ hay đó cô Thỏ à. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông sẽ thử kéo xe buýt ra khỏi vũng bùn. Kéo thật mạnh nào. Có lên rồi. Có lên nào. Làm tốt lắm xe lửa. Không ngờ xe lửa của ông chỉ là đồ chơi thôi, nhưng lại làm tốt tới như vậy đó. Xe lửa đồ chơi sao? Không đâu, Gertrude không phải là đồ chơi. Gertrude là một người bạn tuyệt nhất trên thế gian này. Peppa và George đang được ba mẹ chở đi thăm chị họ Chloe của mình. Ngày hôm nay, không những các con sẽ đi gặp chị Chloe, mà sẽ còn được gặp em họ mới nữa. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Xin chào, xin chào mọi người. Chào hai em nha, Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ờ, ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng George thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. George ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. George, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Oh, có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tả như em ấy vậy. Con không có mặc. Vậy con ra sau giường chơi với Peppa và George có được không? Mẹ đồng ý. Chị Chloe, giờ chị có thấy vui khi có em trai hay không? Chị thấy vui lắm, vì Alexander rất đáng yêu. Em ước gì em chót cũng dễ thương như em của chị. Chị có ý này hay nè. Bây giờ chúng ta sẽ để George đóng giả làm em bé. Sau đó George sẽ ngồi vào trong chiếc xe đẩy này. Đó là một ý kiến hay. Nhưng George không muốn đóng giả làm em bé chút nào. George, nếu em chịu đóng giả là em bé, thì chị hứa cái gì chị cũng nhường cho em hết, mãi mãi luôn. George đang bắt đầu suy nghĩ. Dạ, em có thể chơi đồ chơi của chị luôn. George đang suy nghĩ thêm lần nữa. Dạ, khi về nhà, em có thể lấy đồ chơi của chị nữa. Vậy là George đã đồng ý. Em đúng là một em bé heo đáng yêu. Mèo Candy, cụ Suzy, thỏ Rebecca và ngựa vàng Chewy đang đi tới. Xin chào. Ủa sao em George lại ở trong xe đẩy vậy các cậu? Đó không phải em George đâu, đó là một em bé heo. Nhưng rõ ràng đây là George mà. Em George đang đóng giả là một em bé heo đó. Vậy em ấy là bé trai hay bé gái? Là bé gái. George không muốn đóng giả làm em bé gái. Thôi được rồi, em ấy là em trai. Chị có bánh quy ở đây nè. Không biết là em bé heo có muốn ăn một chút hay là em không? Em ấy không ăn được đâu, bởi vì bánh quy quá cứng. Nhưng George lại rất thích bánh quy. Nhưng mà chắc ăn một cái cũng không sao đâu ha. Em ấy thông minh quá. Dạ, em ấy còn đẹp trai nữa. Còn rất vui tính nữa. Mình chưa từng thấy em bé heo nào dễ thương như vậy luôn. George đã bắt đầu thích trò chơi này.
heo cua đang ẵm em bé Alexander và mọi người cùng đi tới. Nhìn kìa, ở đó có một em bé heo thật đó các cậu. em bé này nhìn dễ thương quá. Em ấy đáng yêu hơn rất nhiều. Ôi tội cho chót cũng muốn làm một bé heo để mọi người quan tâm nữa. Ô, nín đi mà chót, con lúc nào cũng là em bé heo trong lòng của mẹ hết đó. Có lẽ tới lúc chúng ta chơi trò khác rồi. Hay là chúng ta cùng chơi rượt bắt với khủng long đi con. Chó chắc là một em bé heo, nhưng chắc là em ấy thích làm chó hơn. Hôm nay Peppa và bạn bè cùng tới trường. Mỗi bạn nhỏ đều có chỗ treo áo khoác của mình. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới đó các con. Bạn voi Emily. Chào cậu Emily. Xin chào. Emily có vẻ hơi nhút nhát. Có bạn nào muốn chỉ cho Emily chỗ để treo áo khoác không? Con. Chỉ cần một người thôi. Peppa, con chỉ Emily chỗ treo áo khoác được không? Dạ được thưa cô Linh Dương. Mỗi người đều có một chỗ treo của mình. Chỗ này là của cậu đó Emily. Vậy là do Emily treo áo khoác của mình lên chỗ còn trống. Bây giờ Emily, ngày hôm nay con muốn học gì nào? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Con không biết. Có lẽ là xếp khối gỗ nha cô. Còn các con thì sao? Vẽ tranh, đất sét hay xếp khối gỗ? Xếp khối gỗ. Thật là vui. Hôm nay các con đều thích trò này. Mọi người đều muốn được ngồi gần bạn voi Emily. Emily, chúng ta đặt một khối gỗ lên trên khối gỗ kia. Như vậy nè. Còn mình thì thấy đặt chúng bên cạnh nhau như vậy thì sẽ hay hơn. Nè. Không, như vậy nè Emily. Làm như vậy mới đúng nè Emily ơi. Nè. Không phải đâu, như vậy mới đúng nè Emily. Các con chịu giúp bạn là một điều rất tốt. Nhưng voi Emily, con muốn chơi với khối gỗ thế nào đây? Con cũng không chắc nữa cô ơi. Có lẽ là con sẽ xếp như vậy nè. Wow. Bạn voi Emily rất giỏi xếp khối gỗ. Tới giờ ra chơi rồi. Emily, con có muốn ra ngoài chơi đùa cùng với các bạn hay không? Dạ thưa cô có. Có bạn nào muốn chỉ Emily chỗ sân chơi không? Dạ có thưa cô Linh Dương. Trong giờ ra chơi, Peppa và bạn bè thường chơi trong khu vườn của trường. Thật là nhiều tiếng ồn. Thử trước nha. Cũng có vẻ lớn đó. Bây giờ tới lượt ngựa vằn Chui. Tới lượt cừu Suzy. Rồi tới lượt chó Danny. Tiếng của cậu ấy rất là lớn. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Peppa là người lớn tiếng nhất. Emily cậu thử đây. Mình cũng không chắc lắm đâu. Đi mà Emily. Được rồi, mình sẽ thử. Ôi trời ơi, tiếng đó thật là lớn. Wow. Làm lại lần nữa đi Emily. Emily không còn nhút nhát nữa. Emily, cậu có muốn chơi trò mà mình yêu thích hay không? Trò chơi mà cậu thích nhất là gì? Đó là trò nhảy lên dũng bùn. Ồ, đó cũng là trò mình thích nhất luôn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Có vẻ trò này vui nè, cho cô chơi với. Cô Linh Dương rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người đều thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily, con có thích ngày đầu tiên tới trường hay không hả con? Dạ có thưa cô Linh Dương. Dạ, cô thấy hôm nay con đã có rất nhiều bạn mới. Dạ phải. Bạn voi Emily là bạn của con đó cô. Nè. Cậu ấy cũng là bạn của con. Dạ, dạ mình. Con nữa. Dạ con dạ nữa. Dạ mình nữa. Emily,
cậu thích những ai nhất vậy? Mình thích Suzy, Danny, Joey, Rebecca và Pedro và cả Peppa nữa. Bạn qua thư. Peppa và các bạn của cậu ấy đều đang có mặt ở trường. Trong số các con, có ai muốn có một người bạn qua thư không nè? Bạn qua thư là gì vậy con? Bạn qua thư là một người bạn nam hoặc có thể là nữ. Con sẽ gửi thư đến nơi bạn ấy sinh sống. Ví dụ như bạn nữ sống ở Pháp này. Tên của bạn ấy là Lừa Delphine. Bạn Delphine có thể làm bạn qua thư của con được không? Dĩ nhiên là được Peppa. Hạnh ơi. Bây giờ là sáng sớm. Chú đưa thư ngựa vàng đang tới nhà của Peppa để giao một bức thư. Peppa và George cảm thấy rất vui mỗi khi có thư tới. Bức thư này được gửi cho bạn heo Peppa. Dạ là con. Mẹ ơi, mẹ có thể đọc bức thư giúp con được không? Tất nhiên là được. Bức thư này được gửi bởi Lừa Delphine. Dạ là bạn qua thư. Bạn ấy nói gì vậy mẹ? Bonjour Peppa, comment ça va? Mẹ ơi, mẹ nói gì con chả hiểu gì hết đó mẹ. Tại vì bạn ấy viết tiếng Pháp đó, nó có nghĩa là xin chào Peppa, cậu khỏe không? Cậu ấy còn nói gì nữa mẹ? Để anh đọc cho. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Ba giỏi quá đi. Ba của con là chuyên gia tiếng Pháp. Vậy có nghĩa là gì vậy ba? Heo ba đang dùng khăn lau cặp kính của mình để có thể xem bức thư được rõ hơn. Ba cũng không biết nữa. Nó dài nên khó hiểu quá. Nó có nghĩa là mình rất thích chơi trò những cô tiên công chúa và mình rất muốn chơi trò đó với bạn. Anh cũng định nói như em vậy đó. Con cũng muốn học tiếng Pháp nữa. Vậy con nên nói chuyện với Lừa Delphine nhiều hơn. Dạ bằng cách nào? Trong bức thư này có số điện thoại của bạn ấy nè. Khoan à. Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Heo mẹ đang gọi hỏi Delphine rằng bạn ấy có muốn nói chuyện với Peppa không? Alo. Bonjour. Bonjour. Giờ con nói gì nữa đây mẹ? Comment ça va? Comment ça va? Tạm biệt. Au revoir. Au revoir. Cậu ấy nói gì với con vậy? Cậu ấy nói tiếng Pháp. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa đang hỏi George em khỏe không bằng tiếng Pháp. Không lòng. Không đâu George. Tiếng Pháp không phải nói như vậy đâu em. Bây giờ là buổi sáng. Chú đưa thư ngựa vàng đang tới nhà Peppa để giao thư. Có thư kìa. Ba ơi, con lấy bức thư của bạn Lừa Delphine được không ba? Xin lỗi con nhà Peppa, nhưng mà hôm nay con không có thư. Để mẹ mở cửa xem ai ngoài đó nha. Bonjour. Chào cô, con tên là Lừa Delphine. Con tới đây để gặp bạn Peppa. Delphine đến rồi, bonjour. Bonjour Peppa. Đây là mẹ mình, đây là ba mình, đây là em trai mình Didier. Bonjour. Đây là ba mình, đây là mẹ mình và đây là em trai của mình chó. Xin chào mọi người. Hổng lòng. Rồng nè. Không biết là anh có thể nói tiếng Pháp được không? Tôi là một chuyên gia tiếng Pháp đó anh Lừa. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Có. Delphine à, cậu có muốn chơi trò nhảy lên nhảy xuống trên những bùn không? Delphine đã không hiểu Peppa đang nói cái gì. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa cũng không hiểu Delphine nói gì nữa. Mọi thứ ở Pháp thật là khác lạ quá ba ơi. Đi chơi thôi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Mình cũng đang định kể cho cậu nghe trò này nè. Đây chính là trò nhảy lên nhảy xuống trên những vũng bùn. Peppa, cậu biết không, tụi mình rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn giống cậu. Có vẻ như mọi người trên khắp thế giới ai cũng đều thích chơi trò nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Buổi tối,
Peppa và George đang nhảy múa trong phòng khách với bài nhạc yêu thích của mình. Heo ba thì ở hành lang để hút bụi thảm trải sàn. Còn heo mẹ đang ở trong phòng đọc sách và làm công việc của mình trên máy vi tính. Ba ơi, mẹ ơi, tự nhiên tối quá và âm nhạc cũng tự tắt luôn rồi. Máy hút bụi của bà cũng không chạy và máy vi tính của mẹ cũng bị tắt luôn. Heo mẹ thử bấm công tắc đèn nhưng bóng đèn không sáng lên. Mẹ nghĩ có lẽ là bị cúp điện rồi. Cúp điện là gì vậy mẹ? Cúp điện là khi đó chúng ta không còn điện để sử dụng nữa đó con à. Điện là cái gì vậy mẹ? Điện là thứ có thể làm cho mọi thứ trong nhà chúng ta hoạt động được. Vậy thì điện có thể trở lại được không ba? Có, nhưng mà trong lúc đó chúng ta cần tìm đèn pin. Em nghĩ là dưới tầng hầm chúng ta có đèn pin. Được rồi, cứ đợi ở đây anh sẽ đi lấy. Anh đi một mình được không đó heo ba? Tất nhiên được. Anh có thể nhìn rất rõ trong bóng tối. Ai để cái này ở đây vậy? Ba ơi, ba có sao không? Chỉ là dưới này hơi tối một chút thôi. Mẹ mới vừa nhớ ra. Mẹ nghĩ đèn pin của chúng ta đang ở trong nhà bếp. Đây rồi. Heo mẹ đã tìm được đèn pin. Con cầm đèn pin có được không mẹ? Tất nhiên là được. George, em nhìn chị làm cái này nè. Peppa đang làm mặt quỷ. Đừng sợ George à, chỉ là Peppa thôi mà. Chúng ta nên nói với ba là đã tìm được đèn pin rồi đi. Theo ba vẫn ở dưới tầng hầm, vất vả để tìm đèn pin. Chắc nó chỉ ở đâu đây thôi. Đúng là chúng ta rất may mắn. Bây giờ cả nhà chúng ta chỉ cần đợi cho tới khi có điện trở lại thôi. Vậy chúng ta phải đợi bao lâu nữa mới có điện? Ba nghĩ chính xác là rất lâu rồi các con. Nhưng mà con và chớ muốn được nghe nhạc và nhảy. Dạ con biết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem tivi. Sao nó không hoạt động vậy ba? TV cũng cần phải có điện mới hoạt động được. Vậy hả ba? Phải. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Trước đây khi còn chưa phát minh ra điện thì trẻ con luôn tự nghĩ ra nhiều trò để chơi với nhau đó con à. Con biết rồi, con cần một cái thùng giấy. Thế ba định làm gì vậy? Mẹ ơi, mẹ cắt giúp con cái lỗ trên thùng được không? Con định làm gì hả? Mọi người sẽ biết ngay. Heo mẹ đang cắt một cái lỗ trên thùng giấy. Xong rồi đó Peppa. Con cảm ơn mẹ. Và bây giờ mọi người phải ngồi xuống đó. Và chớp, em phải hướng cái đèn về phía chị nha. Chào mừng đến với tin tức Peppa. Tôi là heo Peppa. Peppa tự làm kênh truyền hình của riêng mình. Hôm nay cả thế giới dừng hoạt động, nguyên nhân là vì cúp điện và tất cả điện đều bị tắt mất hết. Con thông minh lắm Peppa. Ba tôi nói rằng điện sẽ không quay trở lại trong thời gian rất lâu. Đã có điện lại rồi. Hoan hô. Con còn chưa xong nữa mà. Ba ơi, ba tắt đèn đi. Được rồi Peppa. Tốt. Tôi có một tin tức rất quan trọng muốn thông báo. Nữ hoàng đã tìm được điện cho tất cả chúng ta và nói rằng chúng ta có thể sống vui vẻ trở lại. Con làm tốt lắm Peppa. Hoan hô. Nào chúng ta cùng nhảy. Peppa rất vui khi cúp điện, nhưng cậu ấy cảm thấy vui vẻ hơn khi điện đã có trở lại. Sinh nhật của heo ba. Hôm nay chính là sinh nhật của heo ba, nhưng heo ba vẫn phải đi làm. Ba ơi, con ước ba không cần phải đi làm trong ngày sinh nhật. Ba cũng vậy, nhưng ba sẽ cố gắng về nhà sớm. Gặp lại mọi người sau. Gặp lại ba sau. Trong lúc ba con ở chỗ làm, mình sẽ chuẩn bị vài điều bất ngờ cho sinh nhật của ba con. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm bánh sinh nhật cho ba nha.
Chúng ta bắt đầu với bơ, rồi tới đường và bột mì. Sau đó cho thêm quả trứng. Và thứ quan trọng nhất đây, một ít sô-cô-la. Heo mẹ đang làm một cái bánh sô-cô-la. Bởi vì heo ba rất thích bánh sô-cô-la. Mẹ sẽ trộn đều lên. Mẹ ơi, tụi con giúp khuấy được không? Được chứ Peppa. Peppa thích trộn bột. Chó cũng làm. Được rồi chó, trộn như vậy đủ rồi con. Rồi, bánh sô-cô-la của heo ba đã xong. Bây giờ mình chỉ cần bỏ vô lò nướng thôi. Mẹ ơi, còn chút xíu này nè. Được, con có thể liếm muỗng và George có thể liếm tô luôn. Dạ được. Peppa và George rất thích hỗn hợp bánh sô-cô-la. Tội nghiệp heo ba, bỏ lỡ hết chuyện vui rồi. Mẹ ơi, con có thể gọi điện thoại cho ba chúc mừng sinh nhật được không? Ý tưởng này cũng hay lắm đó. Đây là văn phòng nơi heo ba đang làm việc. Alo, tôi chú Thỏ nghe đây. Dạ con là heo bé ba, con nói chuyện với ba con được không? Điện thoại của anh đó heo ba, nghe có vẻ rất quan trọng. Alo, heo ba xin nghe đây. Chúc mừng sinh nhật ba vui vẻ nha. Chúc mừng sinh nhật ba. Cảm ơn con Peppa. Ba đừng về nhà trễ đó nha. Tạm biệt ba. Tạm biệt con. Chúc mừng sinh nhật anh nha heo ba. Cảm ơn. Mình chỉ còn một việc cần phải làm trước khi ba về nhà nữa thôi. Dạ phải, làm cho ba thật là bất ngờ. Chó, em hãy nhớ đó, đây là bí mật. Peppa và George đang cầm những xô nước. Heo mẹ cầm theo bong bóng. Không biết là ba mẹ con định làm bất ngờ gì cho sinh nhật của heo ba. Ba về nhà rồi. Mau lên, vô nhà đi các con. Heo ba đã đi làm về nhà. Chúc mừng sinh nhật heo ba nha. Cảm ơn ba mẹ con nha. Wow, bánh kem có nhiều nến quá. Bởi vì ba lớn tuổi lắm rồi. Ba phải thổi hết tất cả các cây nến nha. Ba sẽ cố gắng nè. Hoan hô. Còn đây là quà sinh nhật tặng cho anh nè. Cảm ơn em. Một đôi ủng mới, thật là tuyệt vời. Để anh mang thử xem. Peppa, George và heo mẹ cũng đang mang ủng ra vườn. Heo ba đang mang đôi ủng mới quà sinh nhật của mình. Và rồi heo ba tìm thấy một vũng bùn nhỏ. Để xem đôi ủng này dùng có tốt không. Vũng bùn này có vẻ vẫn hơi nhỏ so với heo ba. Anh nghĩ là mình cần một vũng bùn lớn hơn. Vậy tại sao anh không thử qua đây đi heo ba? Ồ, cái gì đây? Đây là bất ngờ đặc biệt dành cho ba. Không biết hai chị em định làm gì? Đây là một vũng bùn lớn. Đúng là quá tuyệt vời. Đôi ủng sinh nhật này của ba dùng tốt lắm rồi. Con có muốn vào đây chơi với ba không? Trên vũng bùn sinh nhật thật lớn của ba. Heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn lớn này. Thế là cả nhà cùng nhau nhảy nhót thỏa thích trên vũng bùn. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới giờ.